chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tổng hợp video về công tác thi công cọc khoan nhồi cho các công trình cao tầng. Cọc khoan nhồi thì có rất là nhiều loại đường kính từ 600, 800, 1200, 1500mm. Chiều sâu cọc khoan nhồi thì cũng không giống nhau, từ 50m, 60m, 70m, 80m, có nhiều loại, tùy thuộc vào tải trọng công trình và địa chất. Rồi, công tác đầu tiên là công tác chuẩn bị. Chuẩn bị gồm có máy móc thiết bị, vật tư, nhân công, mặt bằng thi công. Đó, hình ảnh các bạn đang xem là máy móc thiết bị. Rồi, cần khoan nhồi. Công tác lắp ráp và kiểm định thiết bị khoan nhồi. Lắp đặt silo và các ống dẫn dung dịch dự thành từ silo đến cọc khoan nhồi. Cách xin dài 6m. Các gầu đào và gầu vét lắng. Rồi, công tác đầu tiên là công tác định vị tim cọc thì được đội ngũ trắc đạt và máy toàn đạt điện tử. Đấy, hình ảnh hạ cách xin, khoan dẫn và hạ cách xin. Và công tác kiểm tra tọa độ của cọc khoan nhồi thì được thực hiện bởi đội ngũ trắc đạt và máy toàn đạt điện tử. Công tác kiểm tra dung dịch dự thành. Dung dịch dự thành thường là dung polymer và bentonite, tùy vào địa chất để có thể sử dụng loại nào. Dự án của mình đang thi công là dung polymer. Thì các bạn kỹ sư đang kiểm tra độ nhớt của dung dịch polymer. Kiểm tra hiện trường dung dịch polymer và bentonite thì gồm có 4 chỉ tiêu. Đó là trọng lượng riêng, độ nhớt, hàm lượng cát và độ pH. Kiểm tra tại phòng thí nghiệm thì có thể nhiều hơn, như là bentonite thì 9 chỉ tiêu, còn polymer là 6 chỉ tiêu. Theo tiêu chuẩn 93/95/2012 thì chỉ áp dụng cho bentonite. Polymer thì có một số tiêu chuẩn cơ sở, các bạn có thể tham khảo. Rồi tiếp theo là cân tỷ trọng khối lượng riêng. Khối lượng riêng của polymer thì thường là nó dao động từ 1,01 đến 1,15 gram trên cm khối. Còn bentonite thì nặng hơn, 1,05 đến 1,15, nhưng mà không được vượt quá 1,15. Đó là tiêu chuẩn quy định. Rồi tiếp theo là kiểm tra độ pH. Độ pH của dung dịch polymer thì thường là 8-11 theo một số tiêu chuẩn cơ sở, như dự án mình thì đang sử dụng 8-11. Còn bentonite là từ 7-9 theo tiêu chuẩn 93/95/2012. Rồi tiếp theo là kiểm tra hàm lượng cát. Hàm lượng cát thì dùng một cái vẻo, một bình thủy tinh có vạch sẵn rồi, chúng ta chỉ đổ dung dịch polymer đến cái vạch đó thôi, xong hòa chung với nước. Rồi cái vẻo nhựa là ở giữa là có lưới, còn hai đầu là rỗng. Đây thì anh em đang đổ dung dịch polymer vào thì nước là chảy xuống, còn cát là đọng lại. Đây, khoai cho nước nó chảy xuống hết, cát nó đọng lại. Rồi, trở đầu lại. Xong rồi mình đổ nước lên phía trên để cho cát nó chảy ngược vào lại cái bình thủy tinh. Đấy, cát bây giờ nó chảy xuống ngược lại bình thủy tinh.
rồi. Phía dưới nó có những cái gạch để xác định là bao nhiêu phần trăm hàm lượng cát. Theo tiêu chuẩn quy định thì 6%, thấp hơn 6%, nhỏ hơn 6%. Rồi, sau khi kiểm tra trước khi khoan xong ok thì ta bơm dung dịch polymer vào hố khoan để tiến hành là khoan tạo lỗ cho cọc. Công tác khoan tạo lỗ cho cọc thì vẫn được kiểm tra độ thẳng đứng của cần khoan bằng các quả dọi, kiểm tra thường xuyên độ sâu của cọc bằng thước dây không có giãn. Rồi, khi chúng ta khoan xong đủ chiều sâu thiết kế thì dừng chờ khoảng 30 phút để cho các cặn lắng là lắng xuống và dùng gầu vét để vắt lắng. Sau khi vắt lắng xong, kiểm tra lại độ cặn lắng nhỏ hơn 10 cm theo tiêu chuẩn thì bên mình dùng một thiết bị là máy cố định để cố định kiểm tra về đường kính của cọc, kiểm tra về độ nghiêng của cọc. Hình ảnh các bạn đang xem là thiết bị cố định. Tiếp theo là công tác gia công cốt thép. Gia công thép thì tiến hành song song ở tại bãi thôi. Cốt thép của cọc thì được gia công thành nhiều lòng khác nhau do chiều dài của cọc là nó dài hơn cái thép. Thép mình thì chiều dài 11,7, còn chiều sâu của cọc thì rất là lớn. Thường thì mỗi lòng thép là được gia công là chiều dài là 11,7 bằng cái thép. Rồi, đó là ống siêu âm, ống khoan lõi. Rồi, công tác hạ lòng thép thì dùng bằng cẩu, cẩu lòng thép. Các lòng thép được nối với nhau là bằng U-bôn và bằng nối buộc, tỷ lệ 50%. Đó, hình ảnh công tác hạ lòng thép. Rồi, mỗi khi hạ một đốt lòng thép thì bên mình cố định là như vậy để nối các cái lòng tray lại. Rồi, đây là hình ảnh kết thúc hạ lòng thép được treo bởi 4 thanh từ 16 đến 20. Đó, hàng vào đỉnh cắt sinh, cố định vào đỉnh cắt sinh khi đổ bê tông là không bị tụt lòng thép. Rồi, công tác hạ ống đổ thì ống đổ là tùy thuộc vào đường kính cọc mà mình hạ những ống đổ có đường kính lớn hay đường kính nhỏ. Đường kính cho cọc đê ngang 2 thì hạ ống đổ 273, ống đổ lớn. Rồi, ống đổ thì mỗi ống đổ là chiều dài nó dao động từ 3m đến 4m. Nó được giữ bởi cái vành khuyên ở phía trên cọc. Đó, hạ ống đổ. Thì ống đổ là được hạ xuống cách mũi cọc là 20 phân. Rồi, tiếp tục là hạ thiết bị thổi rửa. Là gồm có một ống dẫn khí nối trực tiếp đến máy nén khí. Đây, ống nhỏ nhỏ màu đen đó là ống dẫn khí. Khi áp lực cao, và ống dẫn khí này nó thả xuống tới gần tới đáy cọc để đưa khí áp lực cao xuống để đẩy polymer xấu ở dưới mũi cọc lên. Thổi rửa trung bình từ 1 đến 2 tiếng. Thì dung dịch polymer là thổi lên thì sẽ được đưa về bồn xử lý và cấp mới polymer vào. Sau đó là lấy mẫu polymer từ dưới mũi cọc lên để kiểm tra 4 tiêu chí. Nếu kiểm tra ok hết 4 tiêu chí, ok nằm trong giới hạn tiêu chuẩn quy định thì gọi bê tông đổ thôi. Rồi, bê tông tới công trường thì được kiểm tra các tiêu chí kỹ thuật như là thời gian xuất xưởng, độ sụt, cường độ, mắc bê tông ghi trên phiếu. Rồi, anh thí nghiệm viên thì đang lấy độ sụt. Bê tông cọc con nhồi thì thường độ sụt từ 18 đến 20, đó là thông thường. Và thời gian lưu sụt là từ 4 giờ, có thể nhiều hơn mà có thể ít hơn, tùy vào tính chất từng công trình. Rồi, đó là đang kiểm tra độ sụt. Độ sụt mà không ok là mời về, không được đổ. Rồi, tiếp theo là lấy mẫu. Thì lấy mẫu tại
thị trường. Tem mẫu thì có chữ ký của các bên, nhà thầu, đơn vị cung cấp bê tông, ban quản lý dự án. Sau đó thì dán tem mẫu vào cục mẫu, lưu lại hiện trường 28 ngày sau nén mẫu. Nếu kết quả đạt cường độ đúng theo thiết kế thì kết luận bê tông đảm bảo chất lượng. Đây, các cục mẫu thì kích thước là 15x15x15cm. Rồi, đó, có tay mẫu đó. Tiếp theo là công tác đổ bê tông. Công tác đổ bê tông thì rất là quan trọng. Công tác cắt cầu rất là quan trọng. Các bạn thấy cái phễu nó to không? Phễu to mình đổ thì mình chưa cho bê tông nó chảy xuống. Khi nào mà đổ hết một xe thì mình mới rút ra để cho bê tông nó xuống. Thì giữa cách tách biệt giữa bê tông và polymer là có một quả cầu su. Thì đường kính nó bằng đường kính trong của ống đổ. Thì áp lực bê tông nó đẩy xuống là đẩy qua cầu su xuống tới đáy. Và dung dịch giữa hai giữa bê tông và polymer là tách biệt nha. Đó, anh em đang đổ bê tông. Rồi, sau khi đổ bê tông thì rút ống đổ lên thôi. Trong quá trình đổ bê tông thì phải đo độ dăn của từng xe một và ghi tất cả vào lý lịch cọc. Một hồ sơ của một cái cọc thì rất là nhiều thông số, thông tin. Rồi, thi công cục phân nhồi thì mặt bằng nó không được sạch sẽ cho lắm, phải dọn thường xuyên, phải chở đi đến bãi thải quy định. Rồi, video mình làm đến đây là hết. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.